Không ổn rồi đại vương, ngoài kia có một vị hòa thượng tự xưng là Đường Tanker, một mình cân hết đám tiểu yêu và đòi thách đấu với đại vương đó ạ. Quái lạ, chả lẽ hắn ta đánh hơi được thứ đó của ta. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Rock KPI. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về thứ đó. Chính xác thì thứ đó mà mình đang đề cập tới chính là top những sai lầm khi anh em build đội hình open field. Anh em có thắc mắc là tại sao mấy cặp tướng của mình đánh field nó cứ yếu yếu không? Hôm nay hãy cùng mình làm rõ nguyên nhân nhé. Nghe thì có vẻ hơi đề cao quá, nhưng mà như bạn đã biết, Hoắc Khứ Bệnh xưa giờ được biết đến như là một chủ lực dồn sát thương khủng khiếp. Phải có Hoắc Khứ Bệnh thì đội hình của bạn mới đẩy được lên 100% hiệu suất tiêu diệt kẻ địch. Một khi đội hình của bạn thiếu Hoắc Khứ Bệnh thì sẽ dẫn đến những hệ quả sau. Đầu tiên đó là thiếu hụt sát thương. Hoắc Khứ Bệnh sở hữu lượng buff sát thương vô cùng lớn, đi kèm với đó là hệ số sát thương 2700 cho một mục tiêu. Mà 2700 này được khuếch đại lên rất nhiều lần từ lượng sát thương đi kèm ở khoảng thời gian đầu của trận chiến. Thiếu đi thì đội hình của bạn tụt đường huyết áp là cái chắc rồi. Không dứt điểm được kẻ thù thì một lát sau chúng gọi đồng đội đến và bón hành cho bạn ngay. Thứ hai quan trọng hơn, kỹ năng chủ động của Hoắc Khứ Bệnh chỉ yêu cầu thịnh nộ là 850 khi mà chỉ huy này kích hoạt được chuyên môn hoặc là đã ra đồng được 15 giây. Ra kỹ năng sớm sẽ gây hiệu ứng làm chậm, khóa chân mục tiêu khiến những đạo quân khác của bạn dễ dàng tiếp cận và làm méo mặt chúng. Hoắc Khứ Bệnh đặc biệt quan trọng khi đấm tụi nhảy nhà. Chỉ cần chúng lơ là mất chủ quan 1-2 giây thôi là sẽ bị làm chậm và ăn quả báo cáo lỗ ngay. Mà cái bọn này thì đánh cực kỳ khó chịu, chỉ nhảy ra nhảy vào với mục tiêu là nhận những báo cáo lãi. Mà mình đấm được tụi đấy lỗ một chút thôi là mình vui lắm anh em ạ. Càng nói thì càng thấy Hoắc Khứ Bệnh quá nhanh và quá nguy hiểm. Bạn sẽ bảo là lưu chiến cũng có làm chậm mà lại là làm chậm diện rộng. Nhưng mà bạn ạ, anh lưu cần tới 1000 thịnh nộ để ra kỹ năng cơ. 2 giây là sự khác biệt quá lớn rồi đấy. Kỹ năng của Hoắc Khứ Bệnh chính là yếu tố tiên quyết dẫn đến hàng loạt những báo cáo có lợi dành cho các đạo quân khác của bạn. Vậy nên là anh em còn chần chừ gì nữa, ai chưa có Hoắc Khứ Bệnh thì hãy đầu tư một đạo có Hoắc Khứ Bệnh, xem việc đánh đồng của bạn có trở nên khác biệt hơn không nhé. Ai cũng biết việc lưu các đạo quân vào ô sẵn có sẽ giúp việc điều quân khiển tướng của bạn trở nên nhanh chóng và tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Thay vì ngồi chọn từng chỉ huy chính, chỉ huy phụ, kỹ năng thành lũy, số lượng lính bla bla thì giờ đây chỉ cần vài phút sẽ up đội hình đơn giản. Những thứ đó sẽ được lưu vào 5-7 ô trống, tối đa là 3 trang để bạn có thể dễ dàng quản lý. Tuy vậy không phải ai cũng đang setup đội hình đúng cách. Tâm lý đa số người chơi sẽ là ưu tiên những đạo mạnh nhất ở ô số 1 và ô số 2. Nhưng mà nhỡ đâu hai đạo đầu tiên lại là hai đạo kỵ thì sao? Kỵ binh vốn dĩ đã chạy nhanh, giờ lại ra quân đầu tiên, còn cung bỏ bộ chạy chậm hơn lại ra sau. Thế thì đội hình của bạn sẽ cực kỳ rời rạc khi di chuyển, vì tốc độ của mỗi đạo là quá khác nhau. Thằng nhanh thì lại ra trước như này thì hỏng hết anh em ạ. Lời khuyên của mình là hãy sắp xếp những đạo cung thủ cụ thể như là ra các lượng Herman, ra các lượng Jisunggi lên đầu tiên, vì đây là những đạo quân chạy chậm nhất. Sau đó là những đạo debuff như ở Chai Gian hoặc là đạo cung thứ hai. Tiếp theo đó là hai đạo bộ binh. Cuối cùng thì chắc chắn rồi, kỵ binh di chuyển nhanh nhất, nên là những đạo quân ra khỏi thành phố cuối cùng để cân bằng tốc độ di chuyển với nhau. Chỉ với mẹo vặt này thì bạn sẽ thấy đội hình của bạn di chuyển đồng thời cùng lúc với nhau hơn, tránh tình trạng kỵ đi trăm thước, cung lùi bước phía sau. Từ đó tối ưu hóa được thời gian ra trận cũng như là sầu vang kẻ thù tốt hơn. Một chú ý nữa là nếu bạn đang chơi theo kiểu đánh chặn trên đường hành quân của kẻ thù thì hãy để Hoắc Khứ Bệnh ở slot đầu tiên để đánh cho rát và giữ chân kẻ thù lại nha. Nói chung là anh em cũng cần một chút linh hoạt để có thể chiến đấu hiệu quả hơn anh em nha. Giờ anh em cung thủ mà đầu tư Ramset, chơi kỵ mà đầu tư Khan Béo, chơi bộ lại đi đầu tư Pascal thì thôi mình cũng chịu luôn. Mấy chỉ huy này ra đồng dù kỹ năng của bạn có như nào thì mình nghĩ là cũng báo cáo lỗ hết. Mình khuyên thật là anh em cứ tướng mạnh mẹ sống lâu trong meta mà phang. Tướng mạnh thì có Hoắc Khứ Bệnh, Gia Cát Lượng, Lưu Triệt. Tướng sống lâu trong meta thì anh em có thể theo dõi video này của mình. Ngoài ra anh em cần phải ghép cặp chuẩn chỉnh sao cho hai chỉ huy này kết hợp vừa khít, các kỹ năng, tài năng bổ trợ lẫn nhau. Nếu anh em chưa biết ghép cặp sao cho chuẩn thì anh em có thể tham khảo video này của mình. Sắp tới có cung thủ gen 9 thì mình cũng sẽ update thêm. Anh em nhớ like, đăng ký kênh và bấm nút chuông để không bỏ lỡ content nào từ GPI nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đánh field tốt không chỉ đòi hỏi về các chỉ số cơ bản như là tấn công, máu, phòng thủ mà còn là tốc độ di chuyển. Tốc độ di chuyển nhanh chưa hẳn là tốt, mà tốc độ phải đồng đều giữa các đạo quân mới thực sự là tốt. Lý do là di chuyển trên đồng, đạo kỵ thì đi nhanh mà đạo cung lại đi chậm, thành ra chênh lệch quá nhiều, dẫn tới 4 đạo tới nơi mà đạo cung vẫn đang hành quân, hoặc thậm chí bị kẻ địch úp sọt ở phía sau. Cách khắc phục thì như mình nói ở trên, sẽ up lại các khe cho các đạo quân thôi, đó là hành quân xa, còn nếu ở gần thì lệch tốc độ, dẫn tới một số trường hợp như là không tối ưu được lượng sát thương khi sầu qua mục tiêu. 5 đạo quân thì mới đạt được thiệt hại tối đa, còn 4 đạo hay 3 đạo dĩ nhiên là không hiệu quả bằng rồi. Rồi khi địch đông quá mà cần rút lui thì đạo quân chậm nhất của bạn chắc chắn sẽ bị kẻ địch nhắm đến.
bị hội đồng vào mặt là cái chắc, không có cách nào cứu vãn được. Nếu bạn đang chơi định dạng KVK với hãm Moglin thì không nên gắn các kỹ năng có tốc độ di chuyển cho kỵ binh nữa, mà nên dùng những kỹ năng có tốc độ chạy cho những đạo quân chạy chậm. Bộ kỹ năng không có tốc độ chạy thì nên bắp thêm. Còn trang bị, một số trang bị tăng tốc độ chạy sẽ giúp các đạo quân của bạn chạy nhanh hơn như là lá cờ, sẹo gió. Anh em cảm thấy đêm đủ rồi thì dành ra một slot rèn sẹo gió cho các đạo quân bộ chạy nhanh hơn cũng là một ý tưởng không tồi. Bản thân 5 hay 6 đạo quân của anh em cũng như là một cái bu đờ bôn nhỏ. Vì vậy anh em hãy làm cho chúng có tốc độ di chuyển ngang ngang nhau, di chuyển và chiến đấu một cách chặt chẽ và không rời rạc. Đó là một bí quyết mà mình đã đúc kết được sau rất nhiều thời gian bị game chơi rồi. Anh em tin mình đi. Đánh open field thì ngược hoàn toàn với việc làm key early hay là key đồn trú. Làm key thì yêu cầu bạn phải dồn hết những thứ tinh túy nhất để đạo quân của bạn trở nên mạnh nhất. Còn với việc build các đạo quân open field thì bạn cần cân nhắc sao cho khoảng cách sức mạnh giữa các đạo quân là cân bằng nhất. Không nên dồn quá nhiều tài nguyên vào một đạo quân. Lý do là vì trên open field rất hên xui. Lỡ như đạo quân mà bạn dồn hết tài nguyên, trang bị, vũ trang mạnh nhất mà bị target trước và nhanh chóng rời sân thì sao? Thế thì gần như tất cả các đạo quân còn lại của bạn sẽ bị phế võ công vì những gì mạnh nhất của bạn đã dồn hết vào đạo quân tử nạn trước đó rồi mà. Thế nên là làm gì thì làm. Đánh open field thì anh em nên làm một bố đường thông minh, chu cấp đầy đủ và build hết tất cả các đạo quân để có sức mạnh tương đương với nhau. Từ đó thì có thể kiếm được nhiều kill point hơn. Game thủ Riot Kingdom là những bà mẹ chồng khó tính. Mỗi lần có nàng dâu mới, cụ thể hơn ở đây đó là một tướng mới, thì những tướng đó phải đáp ứng được các tiêu chí trên open field. Sát thương diện rộng luôn là tiêu chí quan trọng bậc nhất trong số đó. Tướng có sát thương diện rộng luôn là một cái gì đó cao cấp, xịn xò hơn những tướng có sát thương đơn mục tiêu. Đánh một mà lan tới 3-5 mục tiêu thì là quá lời rồi. Gia nộ càng nhanh nữa thì kill point lên cứ gọi là ầm ầm. Đấy là điểm mạnh, còn điểm yếu của sát thương diện rộng đó là không phù hợp với 6 warm. Sát thương bị phân tán quá nhiều mục tiêu, từ đó giảm đi hiệu quả. Do đó sát thương diện rộng chỉ có tác dụng khi bạn đánh đồng, nhằm gây ra được nhiều thiệt hại một lúc lên nhiều mục tiêu, từ đó có nhiều kill point. Chứ còn sau qua một mục tiêu thì sát thương đơn mục tiêu vẫn tốt hơn. Đặc biệt là mấy ông có sát thương đơn mục tiêu được bắp rất nhiều chỉ số nữa. Dồn vào một mục tiêu tốt thì không có đánh lan, thế nên là kiếm được ít điểm tiêu diệt hơn. Nói chung là anh em cần cân bằng sát thương đơn mục tiêu lẫn sát thương diện rộng sao cho phù hợp với tình huống và lối đánh của mình anh em nhé. Nếu đánh on field là một cuộc thi nấu ăn thì bắp và debuff chính là những gia vị không thể thiếu để góp phần đưa món ăn trở nên hấp dẫn và thú vị hơn bao giờ hết. Một đạo quân trâu bò các bot thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng một khi đã trúng một hiệu ứng debuff nào đó cũng dễ dàng bị suy yếu và trở thành con bò trên đồng cỏ. Còn những đạo quân bình thường nhỏ bé một khi đã được bắp lại trở thành côn đồ trên con đò, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng mà mình thì vẫn ưu tiên các hiệu ứng có phạm vi diện rộng, chẳng hạn như là Doan P khi tung kỹ năng sẽ bắp nộ và sát thương cho các đồng minh lân cận. Doan P có thể spam kỹ năng liên tục nên các đồng minh cũng sẽ được hưởng những hiệu ứng có lợi này một cách liên tục. Đây là một điểm cộng vô cùng lớn cho những ai có Doan P trong đội hình. Còn debuff thì chúng ta có Quan Vũ, mỗi khi tung kỹ năng chúng 3 mục tiêu và khiến chúng bị câm lặng. Một biến thể khác của câm lặng đó là nhánh tài năng trừng phạt với khả năng trừ nộ diện rộng. Để tối ưu thì nên kèm với những chỉ huy có sát thương 5 mục tiêu, cụ thể là cặp tướng William Wallace và Lưu Triệt. Nói chung là bắp và debuff là rất cần thiết và quan trọng trên chiến trường mở. Nếu bạn quan tâm hơn về chủ đề này thì các bạn có thể xem lại video này của chúng mình nhé. Cách đây không lâu và cũng có thể là bây giờ, vẫn còn nhiều người chơi lựa chọn những vị chỉ huy như là Chai Gian, Mộc Lan, Constantine ra đánh open field. Mình sẽ không nói đây là một nước đi sai, nhưng thực sự thì bây giờ không cần thiết trên open field nữa. Mục đích chính của những đạo quân này là kiêm luôn vai trò tạo hiệu ứng có lợi cho đồng minh, cũng như là gây hiệu ứng bất lợi cho kẻ thù. Thế nhưng trong meta hiện tại, khi mà những chỉ huy có vai trò sát thương chủ lực, luôn có đầy đủ các bắp và debuff đi kèm. Ví dụ như Gian P, có sát thương lớn lại còn hồi nộ và bắp sát thương nữa thì việc gì phải mang Chai Gian đi theo. Còn muốn debuff gây thêm nhiều sát thương thì không nhất thiết phải mang theo Mộc Lan. Chúng ta có Hermen Prime với sát thương lớn lại còn có debuff độc, tăng thêm rất nhiều tầng sát thương lên mục tiêu. Qua những ví dụ trên, tại sao không chọn một vị chỉ huy có sát thương lớn, đầy đủ buff và debuff mà lại chọn một vị chỉ huy toàn hỗ trợ không có sát thương ra chiến trường? Sẽ trở thành những bao cát để cho kẻ thù đấm đá, vừa không gây được nhiều tác dụng lại còn phí mất một đạo quân tốt cho việc thu thập điểm tiêu diệt nữa. Và đó là top những sai lầm khi xây dựng đội hình đánh open field mà theo mình đây là thứ mà nhiều người đang mắc phải. Nếu bạn thấy có sai lầm nào khác mà mình chưa nhắc đến ở đây, và nếu bạn thấy content này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông. Còn bây giờ mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.